lẽ chú đang nằm ngủ quá. Đấy, cái tư thế này là tư thế nằm ngủ đây. Chúng ta sẽ coi thử về cái cơ ngơi của chú ở trên, nó có một cái chiếc dù này á, chiếc dù để che. Chào chú khỏe không? Khỏe không? Đang ngồi nghỉ à? Ăn cơm chưa? Mới vừa xuống xe ăn cơm trong mát mới vừa. Thay clip thay đồ cho anh ta xong rồi. Chân này bây giờ mang sao chú? Thì quen không? Rồi giờ là đi thoải mái rồi. Đây rồi. Đây còn có gì đấy? Viết à? Viết rồi đó. Để rồi. Cái độ gì mình viết giấy viết là để đây luôn. Để đây. Xem đây là đây, cô cầm dùm con này. Đây, đây ạ. Dạ. Đấy, cô Minh kiểm tra đi xem là có đúng. Dạ, là... sao chợ chú Dương cho không hả? Không cho gì đâu, sợ con đưa lộn, con đưa hình tới 50 ngàn thì sao? À, cô rơ rơ ra, cô coi thử xem đúng dạ, không nào? Dạ, 2 tờ. 2 tờ? Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ, thì để dạ. Gửi cô để cô ăn Tết. Dạ, cảm ơn cô chú thị sĩ, nó mình, hai chị em cũng cảm ơn cô chú nhiều. Dạ. Người gần xa được thành ra không biết cái gì thôi, chúc cô chú trong nước ngoài cũng được có nhiều sức khỏe, giỏi khỏe mạnh. Sao nữa chú Dương cũng có được cổ vũ này kia giúp đỡ, cũng cảm ơn chú Dương nhiều nha. Xích lô đó, chiếc xích lô hiếm hoi ở Sài Gòn. Đây thưa quý vị các bạn, đây đang là một cái quán cơm. Chúng ta sẽ coi họ chuyển cơm xuống. Cơm thì sẽ đó, cái thùng màu đỏ đó, cái xô màu đỏ, họ sẽ thả cơm từ trên lầu xuống. Đó, anh ấy đang kéo cơm xuống đó. Đó, xuống đất luôn. Đó, cơm thì được để ở trên nóc nhà, sau đó thì sẽ được thả xuống rồi mang xuống đây. Đó là một cái thùng cơm, đó, cơm tấm. Và những ngày Tết này thì cơm tấm rất đông khách. Đây là một cái tiệm cơm tấm ở đường Vĩnh Viễn, quận 10. Đó, mọi người xếp hàng để mua cơm tấm. Chị hay mua cơm ở đây không chị? Cơm tấm, cơm chạn, xíu mặn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái chỗ tiệm sửa xe của chú Danh nhé. Đây, chị này cũng qua đây mua cơm. Chị hay mua cơm ở đây không chị? Hay mua lắm ạ. Chị cơm ở đây chị thấy sao? Thấy ngon á nè. Ngon á? Hôm nay chị mua cơm gì? Hôm nay mua đồ ăn à. Hôm nay chị mua đồ ăn thôi, còn cơm nhà nấu rồi. Dạ. Chị biết quán cơm này lâu năm lâu chưa? Lâu rồi. Chị mua bao nhiêu năm ở đây rồi? Cũng nhiều năm lắm mà rồi. 20 năm chưa? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi không? À. Quán này đắt nhất đường Vĩnh Viễn à? Dạ. À, rồi, chào chị nha, chúc chị ngon miệng. Rồi, chúng ta đi nhé. Đây cái lồng này để kéo cơm. Sao chưa kéo cơm lên nữa hả anh? Hả? Chưa kéo lên nữa à? Chưa. Đây cái đấy, lồng này. Bây giờ khác lại lên kéo lên thả được kia. Đó, họ để cơm vào cái giỏ này xong rồi kéo lên. À, quay chơi thôi. Đó, kéo tút lên trên như một cái dây ròng ròng á. Xe taxi chở quà Tết. Đó. Bây giờ là những ngày này họ đi biếu quà Tết thì có hoặc là xe nhà hoặc là đi taxi để đi biếu quà Tết cho những người thân hay là bạn bè đối tác. Đôi khi là đối tác làm ăn, bạn bè, người thân thì
biểu gia đình như là ông bà họ nội họ ngoại, rồi con cái thì biếu cha mẹ, bạn bè thì tặng nhau cũng có luôn. Và bây giờ Tuấn Dương sẽ đi tới đây để gặp một cái nhân vật này mà chắc là rất quen thuộc đối với quý vị và các bạn. Đó là đi gặp chú Danh, chú thương phế binh sửa xe đạp. Thì không biết giờ chú còn ngồi ở đây không á. Đây cái chỗ sửa xe đạp của chú đây. Đây có lẽ chú đang ngồi suy nghĩ. Đây có lẽ chú đang nằm ngủ quá. Đấy, cái tư thế này, tư thế nằm ngủ đây. Ta sẽ ngồi thử. Đây cái cơ ngơi của chú ở trên nó có một cái chiếc dù này á, chiếc dù để che. Dạ chú khỏe không? Khỏe không? Chú đang ngồi nghỉ à? Ăn cơm chưa? Mới vừa xuống xe ăn cơm trong mắt mới vừa. Thay clip, thay đồ cho anh ta xong rồi. Chân này bây giờ mang sao chú? Thì quen không? Rồi, giờ là đi thoải mái rồi. Đây rồi. Đây còn có gì đây? Viết à? Viết rồi đó. Rồi. Cái độ gì mình viết, giấy viết là để đây luôn. Để đây. Ê, ngày nào mà chú mới nghỉ Tết? Không có nghỉ, đã nói vậy rồi. Không có nghỉ. Bây giờ nghỉ làm gì, đâu có ở đâu đâu. Mình ra đi cho nó hết giờ thôi. Bây giờ cũng vô ở trên nhà ta rồi lại rồi cũng đi ăn uống rồi. Cũng không đi đâu cả, không tính đi đâu à? Đi tàn quang hết rồi, còn đâu nó vui vẻ đâu nó đi. Bây giờ đi với ai? Hồi đó là thằng nhỏ nó dưới rồi mình đi xuống thăm cháu nội chơi cho ngủ hỉ rồi, còn giờ đó là chỉ cuộc đời gắn với cái nghề thôi. Mình coi ông đi qua đi lại, khi mình 5 năm bỏ không làm, người ta ăn mắc không bỏ thời giờ mình ra mình cứ làm bình thường. Dạ. Rồi ai tới thì chỉ mình thì mình lấy ông lấy thôi ông. Dạ. Mình cũng làm bình thường cho nó hết thời gian thôi. Bây giờ mình không có niềm vui, mình lấy cái này làm niềm vui đi. Dạ. Nay thì đấy con tới như hôm trước nói với chú là tới để hỏi chú là. Đấy, có một chú ở Thụy Sĩ có gửi con là 2 triệu thì biếu chú 1 triệu và cô Minh 1 triệu. Thì ý của chú là sao? Bây giờ chú cảm ơn cái chú Thụy Sĩ đó, cảm ơn rất là nhiều. Chúc cho chú ấy được mạnh khỏe và trong gia đình được một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc. Còn cái tiền đó thì bây giờ chú cũng gửi cho con, thì cô Minh thì con cứ cô Minh. Còn chú gửi cho con để đó đi, rồi qua Tết có gì mình ấy ổn định cái chỗ ở trước. Vâng. Rồi gần gần như ăn mới làm ăn được. Vâng. Rồi chứ giờ người cần chỗ ở, giờ ở gì nào nào lắm. Dạ dạ. Con hiểu mà. Vâng. Chúng phải trả. Mình ở mà phải có sắc mặt người ta nữa là mệt mỏi lắm. Vâng. Vậy là cái số tiền 1 triệu đó là con giữ đúng không? Con cứ tiếp tục con giữ nhá. Dạ dạ. Chú tin tưởng con dạ dạ. Dạ dạ. Còn bây giờ chú có... khoảng ba giờ chiều đi ngày 28 hai rưỡi đến 3 giờ ngày mai ấy là mời chú với cô Minh qua cái chỗ 62 Nhật Tảo nhận quà nhá, nhận quà Tết để chú một phần, cô Minh một phần. Thì cô Minh có đi được không hay là chú nhận giùm? Đấy rồi, là để hỏi luôn mình. Vâng. Bà để bây giờ con luôn rồi. Đây mà bay đi tắt cái trong chợ. Đi tắt rồi đi ra chơi cho vui. Rồi. Chứ ở nhà mãi làm chi? Rồi đi rồi. Đợt này chú nhiều việc không? Thì nó cũng mới sáng giờ cũng làm được 2 tiếng cũng được 60.000 rồi. À dạ. Đó là mới vừa nghỉ ăn cơm xong rồi. Thì có chuẩn bị Tết có chuẩn bị cái gì không? Đó là vậy chuẩn bị gì nữa. À coi. Nhưng mà cũng phải mua một ít gì đấy, mì gói hay gì để người ta không bán thì mình còn có mình ăn chứ. Cái tiệm mì ở trên ngay chỗ không biết gì đó con quay hay ai quay nè, ở trên cái tiệm mì 70 năm con nhớ không? Rồi Thiệu Ký. Cái đó con quay phải không? Vâng. Nó bán mùng 1 luôn. Bán luôn không có nghỉ, tiệm mì nghỉ là ta ăn chứ mình đi ăn. Nhưng sao không mua cái đồ gì về chú với cô Minh rồi hai người nấu ăn? Mua một vài cái đồ gì mà nó dễ ăn đấy. Cái ông Bạch đó, ông Bạch ông nói để bữa hai bữa ông đem gạo với đồ
xuống cho chú. Vâng. Chị gọi được chú, mình nói, nếu mà vậy thì cảm ơn nhiều. Vâng. Mình có cái đó là mình mua nó. Vâng, vâng. Mình có gói nào, cái gì ăn đó, mình ăn cái đấy. Vâng. Ví dụ khi chú sống vậy rồi, buổi trưa cho ăn cơm, rồi buổi chiều rồi, nhiều khi mình đẹp đẹp, mình ăn đi ăn quấy quá là được rồi. Vâng. Chứ nó có mấy bữa mình làm chi cho nó. À. Mệt mỏi à. Trời ơi, bây giờ làm biết không coi gì, nấu nước sôi phải vô quậy chả quá là nấu nước sôi nước đổ đó. Rồi cái ấy nó phiền đó, nó chạy đi mình sống như mà đời lính cái gì và... đơn giản là như ngày xưa chú có ăn lương khô không? Trời ơi, làm sao để lính mà không ăn lương khô ăn à, gì? Thế sao bây giờ ông mua một ít lương khô để ăn dần? Thôi giờ con xin phép con vào chỗ cô Minh đây. Dạ, để dạ. Vào chỗ cô Minh thì chú tiếp tục làm việc nhé. Dạ, dạ. Dạ, dạ, rồi. Dạ, cảm ơn con nhiều. Thôi chú nhớ là chiều mai là khoảng 2:30 đến 3:00 vì 2 giờ thì tặng quà cho các chú thương phế binh ở kia. Nếu chú rảnh thì chú ghé đây chú chơi từ 2 giờ cũng được. Dạ, dạ. Thế mai là tặng cho 30 chú. 30 chú ở cái đội khác. Thì may ra chú tới đấy có thể chú gặp được anh em chú. Ví dụ mai mốt là con có mở em đó còn để chú biết. Dạ. Không phải chú biết cái gì. Chú coi những cái mặt tốt. Bây giờ ngày mai đấy 2 giờ là nói ví dụ trước khi bắt quả. Vâng. Nhưng cho chú biết chú sợ nữa tại vì chú cũng có biết nhiều. Vâng, được rồi. Nhiều khi nhiều em bị nặng. Vâng. Nhưng mà rất già hoặc là nhiều người đó tặng quà. Dạ dạ. Được rồi. Thì thôi bây giờ không sao, cái lần đầu tiên thì mình cứ hoan hỉ hết chú ạ. Còn từ những cái lần kế tiếp ấy, thì mình sẽ giúp là sẽ giúp những ai mà khó khăn thực sự nữa thì mình sẽ giúp nhiều hơn. Thế còn cái lần đầu cứ hoan hỉ, cứ bình thường đi. Đấy, còn từ lần kế tiếp để đi vì giống như là cái món quà thì cứ chia đều cho tất cả mọi người. Thế còn ai mà họ giàu có hơn ấy thì mình không có giúp sâu hơn. Giàu có là một, hai nữa thì mình sẽ quý không? Dạ dạ. Chứ người ta làm nhiều quá cho cả anh lo ăn. Dạ dạ. Quý quá. Vâng vâng. Thấy nó dạ. Cái lòng đau lòng lắm. Thì ngày mai đi 2 giờ mà đấy chú qua đi. Chú qua đấy thì chắc của bên mình ở gần thì mình sẽ nhận sau, còn các chú kia thì để các chú nhận trước. Đấy mình gặp anh em rồi. Vâng thì để xem chú gặp rồi em có quen ai không nhá. Rồi. Rồi con xin phép con rồi cô Minh trước đã nhá. Rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ vô gặp cô Minh nhá. Đây cái xe này họ đi thâu gom rác. Thâu gom rác sinh hoạt ở các hộ gia đình. Anh Thư làm neo đặt bột gieo. Đây nhà họ lau cửa sơn đón Tết. Chưa nghỉ hả anh? Đây chúng ta sẽ coi các bác này bác ấy. Mình nhận này là tính công nhật hay là tính cả công trình anh? Ở nhà. À ở nhà làm. Ở nhà mà sao anh lại có bộ đồ giống như là nhà mua rồi đó. À dạ không mà con coi lau dọn nhà thôi bà, không có gì cả. Đó, chú lau cửa nhìn như mới luôn. Ủa, mình có lau ở trên nữa không anh? Có. Ôi à? Vậy bắt giáo hả anh? Thả giáo như giáo sơn đúng không? Rồi, thế anh làm việc nha. Em chào anh. Tiếp tục đi nhá. Cô Minh ơi. Đây rồi. Thì nhà thì cô để rác và cô treo bên ngoài đóng các cái đinh này, treo vô. Còn cái cửa bây giờ đã cái cửa mới rồi. Cô Minh đây cô đang lết lết cái ghế ra đây. Con Dương này cô Minh ơi. Rồi chào cô Minh. Dạ. Con Tuấn Dương đây ạ. Cô khỏe không? Chơi khỏe. Dạ. Cô bắt đèn lên.
Con chưa? 29 cô ơi. 29 dạ. À, cô bắt đèn cho sáng cô ơi. Cô Minh mới nhuộm tóc rồi hay sao? Dạ. Nhuộm ăn Tết. À, nhuộm ăn Tết. Hôm nay rồi tới thăm cô Minh, hay là cô Minh Tết này chuẩn bị đến đâu rồi? Đâu có chuẩn bị cái gì, có gì cũng vậy thôi. À, có gì cũng vậy. Có bữa đám giỗ ông già dành cho mua đồ, cô đi chợ để thịt, sợ chứ Dương lại nhậu, để hoài. Ờ, thế ạ. Nói sợ chứ Dương ghé nhậu á, tại bữa đó nó nói là giỗ 25 đó, vâng. Ghé, nó đều hoài, nói... Chắc con Dương đi đâu con lu bu quá cô ạ. Dạ. À. Hôm nay có một gia đình cô chú ở Thụy Sĩ có gửi biếu chú Danh 1 triệu, biếu cô Minh 1 triệu. Dạ. Để ăn Tết thì chú Danh có nói con là chú Danh thì cứ giữ, con giữ dùm chú Danh, còn dạ. Tiền gửi cô Minh thì con tới để trao cho cô Minh. Dạ. Để cô chi tiêu dịp Tết. À, thì đây. Dạ, đây là một cô chú ở bên Thụy Sĩ. À... Dạ, cũng cảm ơn cô chú Thụy Sĩ đã... Chị em mình cũng rất cảm ơn cô chú nhiều lắm. Dạ, đây con gửi... Đây cô Minh kiểm tra giùm con nhé. Xem đây là... Đây, cô cầm giùm con này. Đây, đây ạ. Dạ. À, cô Minh kiểm tra đi xem là có đúng. Dạ, mà... rồi, sao chợ chú Dương cho không hết mà. Không cho gì đâu, sợ con đưa lộn, con đưa thành tờ 50 ngàn thì sao? Sao à, cô rơ dơ ra, cô coi thử xem đúng dạ, không nào? Dạ, 2 tờ. 2 tờ? Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ, thì để dạ. Gửi cô để cô ăn Tết. Dạ, cảm ơn cô chú Thị Sĩ, nó mình, hai chị em cũng cảm ơn cô chú nhiều. Dạ. À, các người gần xa đồ cũng giúp đỡ kia, cũng thành thật biết ơn. Dạ. Để giúp cô, giúp cho chị em của mình thành ra không biết cái gì thôi. Chúc cô chú trong nước ngoài cũng được nhiều sức khỏe. Dạ. Giỏi, khỏe mạnh. Dạ. Sau này chú Dương cũng có được cổ vũ này kia giúp đỡ, cũng cảm ơn chú Dương nhiều nha. Dạ. Vâng, thì qua Tết là chương trình là... sẽ sửa nhà lại chút xíu rồi chú Danh về ở với cô, là có gì thay đổi không cô? Dạ không, đâu có gì đâu, nó hay em mà. Vâng. À, thì cô tạo điều kiện rồi hai chị em ở chăm sóc lẫn nhau. Dạ. À, thì đấy, hàng tháng thì chú Danh thì cũng sẽ có trách nhiệm để mà phụ cô một chút tiền. Dạ. Tiền nhà để cô có thêm cái chi phí phụ thêm với lại cái tiền trợ cấp của mình. Cô Minh đã Tết thì tính chuẩn bị đồ gì rồi? Dạ, đâu có tính gì thì 29 đồ mình mua vài chú quýt để lên bàn thờ cho có cái. Dạ. Có gì thì có gì cho mình. Thế còn không mua đồ ăn nữa à? Dạ, đồ ăn thì mất quá thì tới bữa đó thì mua cá, nó mua đồ ăn rồi mình kho mình để sẵn vậy á. Dạ, bây giờ như này còn có một cái món quà nữa là 20 ngày mai, chiều mai 3 giờ, từ 2 giờ rưỡi tới 3 giờ chiều á. Dạ. Cô ghé số 62 Nhật Tảo để nhận quà. Thì gồm có trứng này, hột vịt kho này, trứng hột vịt này, rồi thịt heo này, rồi một số những các cái đồ khác nữa. Dạ. Tặng cô này, tặng chú Danh thì cô có đi được không? Cho Danh lánh được một đi. Được, à, được đi đường hẻm cô đi ra đi chơi luôn chứ hả? Ừ, đi không? 62 Nhật Tảo đi ra chợ nè. Dạ chứ chợ hả? Chứ, à vậy mượn tụi nó đẩy đi. Vâng, thì mượn ai đó đẩy. Dạ, đi ra ngoài chơi cho biết không khí. Dạ. Tết chứ còn cứ 62 Nhật Tảo chỗ sạp của chị cô Thảo. Con có nói cả chú Danh rồi thì thì chú Danh bảo để hỏi cô. Vâng, đó, đi ra ngoài chơi cho vui, cho biết. Dạ. Chứ mình cứ ở... Nó xe lăn, nó lại. Vâng, vâng, thì dạ. Đi xe lăn cũng được. Dạ. Số nhà 62 Nhật Tảo ngay gần. Dạ. Đây mà. Dạ. Vâng. Đó, thì để cô xem về rồi có những cái đồ đó rồi còn cần chuẩn bị thêm cái gì nữa thì cô sắm sau. Vâng. Dạ. Vâng.
Tết rồi cô Minh có tính đi đâu chơi không? À. Chưa dành nhiều tin quá. Nó đã mù quá chừng rồi đi đâu bây kêu, giờ. Kêu chú Danh đẩy xe đi vòng vòng hay là thôi, đi chơi đâu? Chừng nó rồi nó đẩy thân chạy. Kêu bạn bè đi. À. Như cô Minh biết hát karaoke không? Ngày xưa có hát không? Không, từ hồi giờ không. Còn hát. Còn có hát bao giờ không? Không hát không, bao giờ. Cứ à. Lo buôn bán làm ăn không, à. Không có hát cái gì nữa. Dạ dạ. Tưởng cô biết thì tập hát rồi hát chơi. À, dạ. Chưa vui quá. Dạ. Thì hồi xưa buôn bán làm ăn không chứ không có biết làm cái gì. Dạ dạ. Cô ăn cơm chưa? Dạ, ăn rồi mới ăn. Vâng. Đồ ăn rồi mình cứ để như thế này. Dạ. Xong rồi chiều mình mới rửa. Rồi. Dạ, xong rồi rửa. Thôi cô Minh nghỉ đi. Dạ, con dạ. Xin phép con đi cũng dạ. Về để con ăn cơm đây. Cảm ơn con nhiều lắm nha Dương. Vâng, vâng. Rồi thôi. Ừ, cô con mà cũng có đồng vô đồng ra. Chờ cô làm được cửa là cô mừng lắm rồi. Dạ, dạ. Thôi ít bữa nữa qua bữa, Tết thì các nay, cô chú bữa sẽ... Nay cô nói thiệt cho con nghe chứ. Lúc mà cô ra chưa là cô đã mượn tiền người ta đó. Dạ. Cô chứ lúc trước đó cô đi bán á là cái con nhỏ mà nó đem đồ ăn con của người chị chết á, nó có mua cho cô cái tủ lạnh để dạ. Bột để đồ chồng nó mới hư hột gà đồng hư. Dạ. Cái cô mượn tiền người ta đóng lời không có tiền cô phải bán tủ lạnh đi bán hết luôn bếp rồi cũng bán hết thì hồi đó bà chị bà gửi đồ đó bà cho cái bếp vâng. Cho cái bếp hai bếp đó vâng. Cái sau bán hết đóng lời nhà đâu nhờ chú Dương cái để trả được cho mừng ghê vậy đó vâng. Bữa nay mới nói thiệt cho chú Dương vâng đó. Dạ. Mà làm được cái cửa này cô mừng lắm dạ, dạ. Cô mới không biết mà nói chợ không biết làm sao mà quên ơn người ta được. Thôi có gì đâu mà đó bữa nay cô mới nói thiệt cho con biết á. Mà thôi bây giờ như này đi cô à, bây giờ cô cũng chưa có tủ lạnh đúng không? Tủ lạnh là giờ không có đúng không? Ăn đúng không? Nhưng mà thôi thì cái này không dám hứa nhưng thôi cứ để cái việc mà sửa nhà cho chỗ chú Danh ở có chỗ chú ra chui vào đã. Xong nếu mà có mạnh thường quân nào giúp đó thì sẽ mua cái tủ lạnh chừng 2-3 triệu gì đó. Trời để ta để hai cô chú cô để nó đồ mua, ăn. Nó mua cô góp ngày có 10 ngàn, hàng vâng. 10 ngàn tiền tròn tròn á. Dạ, dạ. Mà nó không có lấy lời. Dạ. Nó mua cái tủ lạnh nhỏ dạ. Cô. Mà lúc đó cô gãi chân rồi, trời ơi cô năn nỉ người ta bó đó mà cũng không bó được. Dạ. Không gì hết, không có tiền mà bán giờ sinh thì cũng không có ai cho nhiều đâu có đủ. Mình mướn người ta nuôi mình nữa. Dạ. Đồng một chỗ đó. Trời, rồi tới chừng đó đóng lời khỏi con đó cả năm trời làm sao mà có tiền đóng. Dạ. Đó, cái thành ra cô cũng khổ quá. Bán cái bếp, hai bếp luôn là lúc đó bà chị mà cho cái bếp mà hai bếp đó. Dạ. Ở đây, giờ bây giờ nó mới trống lỏng vậy. Bởi bây giờ ai nói ồ sao nhà mày giờ rộng ra không đó. Bán sạch hết lúc ra chân bán sạch hết rồi dạ, dạ. Tiêu hết rồi chú Dương nói vậy cơ cô cũng thành thật vâng. Ơn con giúp vâng. Cô chứ cô không có ham muốn gì dạ. Nhưng mà tại vì cô cũng có không có thành vấn đề tại giờ dạ. Cô cũng không có người ta cho gì ăn cái nấy vâng. Nên là cô nghĩ sợ cô nghĩ nó ủa sao cho cô Minh tiền mà cô Minh làm cửa không mà không có làm cái gì bữa nay cô mới nói thiệt con à coi là trả đó. Hết cái nợ từ lúc mà gãy chân cũ đúng rồi vâng, vâng. Lúc đó là cô gãy nay là năm mấy vâng. Rồi vâng. Đó thành ra mình vâng. Mượn lớp mượn vâng. Trả công người ta rồi lớp chạy vâng. Thuốc này kia không, thì con thấy như này này cái các cái đồ này ấy, vì khi nào mà sửa nhà cô chú mà xong rồi đó. À, để chú Danh về ở đó thì sẽ xem là nếu mà còn dư tiền hoặc có mạnh thường quân nào hỗ trợ thêm ấy thì dạ. Sẽ có thể sẽ giúp cô chú một cái tủ lạnh nhỏ dạ, nhỏ có thể là nhỏ. Ví dụ hoặc là tủ mới hoặc tủ cũ thì chưa dạ, biết như nào nhưng mà rồi, nó phải xài tốt nhỏ, nó nhỏ được gọn để dạ, mà để dạ. Một ít đồ ăn để rồi. Cô chú để cho nó đỡ bị hư rồi. Chứ bây giờ để ngoài như thế này thì thứ dạ. Nhất là nó bụi bặm thứ đúng hai rồi. Là cái thời tiết ở Sài Gòn nó nóng như thế này mà mình để đồ ăn thì nó hư thì lại sinh bệnh nha. Thì rồi. Cái này con chưa dám hứa nhưng mà mà cái quan trọng là phải có chỗ ở đã. Đúng sau rồi. Đó rồi chúng ta mới sắm sửa đồ đạc thì chắc là ít nhất là một cái tủ lạnh với một cái bếp hay là một
chút thì xong rồi để cho chú chén bát cho chú về cho chú gọi là có một cái chỗ cái căn nhà mới ở chung với cả cô để có chỗ chui ra chui vào. Chị em cô cũng thành thật, cảm ơn cô nhiều lắm rồi. Cô nói với anh Hoài, nó không biết chừng nào mới biết ơn Dương. Dương giúp, chứ không có Dương là chắc cũng tè tu quá. Dạ, thôi con cũng không có giúp được nhiều đâu. Đây là toàn các mạnh thường quân, các cô chú ở hải ngoại thấy thông cảm với hoàn cảnh của cô chú rồi hỗ trợ chú thêm. Cô cũng cảm ơn người nước trong, nước ngoài đồ. Chị em cô cũng rất thành thật, cảm ơn những người nước trong, nước ngoài đồ. Tận tình cũng giúp đỡ cho chị em. Dạ. Thành ra cô cũng rất mừng. Dạ. Bởi vậy cô không có biết gì để nói, là thôi chúc cho các cô, các chú nước trong, nước ngoài được mạnh giỏi, khỏe mạnh. Dạ. Được nhiều sức khỏe. Dạ. Được dạ. Ăn Tết vui vẻ. Vâng, rồi cảm ơn cô Minh nhá. Rồi cô Minh nhớ ngày mai là nhận quà nhá. Ăn Tết vui vẻ chú Dương. Dạ dạ dạ. Dạ, rồi thôi okay. Mai cô nhớ nhận quà đấy nhá. Rồi. Dạ. Mặc đẹp đi nhận quà trang điểm rồi nhá. Rồi con chào cô, thôi con xin phép bây giờ dạ. Con về ăn cơm đây ạ. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ.